xin chào các bạn trong bài hôm nay gãy excel hướng dẫn các bạn cách để tính thời gian giờ phút giây trong excel qua hai ví dụ ở trong ví dụ thứ nhất ấy mình sẽ tính thời gian chênh lệch là không quá một ngày và trong ví dụ thứ hai mình sẽ tính là thời gian quá một ngày ở đây giả sử mình có là 5 người gọi điện thoại đây là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của gọi bây giờ mình tính thời gian gọi nhé để tính cái thời gian gọi thì các bạn dùng công thức gì cả, các bạn bằng này các bạn lấy thời gian kết thúc gọi các bạn trừ đi gì ạ cái thời gian bắt đầu của gọi các bạn enter đấy thì nó sẽ mặc định nó sẽ trả về cái định dạng mà giống như cái ở bên trái này nhưng mình cần nó hiển thị cái gì ạ bao nhiêu giờ gọi bao nhiêu phút gọi và bao nhiêu giây gọi đúng không ạ bây giờ các bạn sẽ bôi đen cái vùng dữ liệu này các bạn nháy chuột phải này các bạn chọn format cell đấy các bạn vào custom thì ở đây các bạn có thể gõ là gì ạ? các bạn mở ngoặc nhọn ra này các bạn gõ chữ h tức là h là giờ đấy các bạn đóng ngoặc nhọn lại các bạn hai chấm mm đấy là phút đấy. các bạn hai chấm giây giây đấy thì nó sẽ ra kết quả của mình là gì ạ bao nhiêu giờ bao nhiêu phút bao nhiêu giây đấy các bạn thấy chưa ở đây là giờ phút giây này ok nhá như vậy là mình đã tính xong là thời gian cuộc gọi rồi ví dụ bạn đầu tiên là gọi có 13 giây thôi bạn thứ hai là gọi đúng một tiếng đây các bạn thấy chưa từ 8 giờ 20 phút 20 giây đến 9 giờ 20 phút 20 giây bạn thứ ba gì ạ gọi đến 2 tiếng 40 phút và 20 giây đấy bây giờ mình sẽ quy ra gì ạ cái thời gian này mình sẽ tính ra là bao nhiêu giờ đúng không ạ các bạn rất đơn giản thôi các bạn bằng này các bạn dùng cái hàm hour để tính số giờ đúng không ạ các bạn hour mở ngoặc của cái thời gian gọi ở đây đấy, các bạn đóng ngoặc đơn lại đấy như vậy là cái hàm hour mình đã lấy được số giờ thì ví dụ ở đây là không giờ đúng không ạ thì nó sẽ trải về kết quả bằng không đúng không ạ các bạn cộng cái gì ạ các bạn dùng cái hàm minute đấy minute là tính số phút đúng không các bạn sẽ tích vào đây đấy, các bạn đóng ngoặc đơn lại thì ở đây cũng là không phút đúng không ạ đấy nhưng mà ở đây các bạn phải chia cho gì các bạn phải chia cho 60 tại vì gì ạ một giờ thế bằng 60 phút đúng không ạ đấy tương tự các bạn cộng với cả gì các bạn dùng cái hàm second Đấy, second ở đây là tính giây đúng không các bạn cũng tích vào cái thời gian này thì ở đây là 13 giây đúng không ạ đấy các bạn đóng ngoặc lại để xong giây và các bạn phải chia cho gì ạ ba nghìn sáu đấy một giờ thì bằng 60 phút và bằng ba nghìn sáu giây đúng không ạ đấy các bạn enter bây giờ các bạn cứ tích đúp đã các bạn chú ý nhá ở đây là kết quả không sai đâu mà là do cái cách mình hiển thị thôi tức là mình sẽ thay đổi cái format lại đấy các bạn sẽ nháy chuột phải này các bạn vào format cell đấy các bạn chỉ cần cho về general hoặc các bạn cho về number cũng được đấy, không có vấn đề gì cả Ví dụ mình cho về general đi Các bạn bấm ok Đấy các bạn thấy chưa Như vậy gì ạ Ở đây là 13 giây thì tương ứng với cả 0.003611 giờ Đấy Đây là ví dụ ở đây đúng là 1 giờ Thì kết quả đây là một đúng không ạ Đấy Nếu các bạn muốn gì ạ Các bạn cho về cái dạng số ở đây Đấy Các bạn cho về dạng số ở đây nhá không các bạn Các bạn có thể tăng thêm cái số Sau cái dấu thập phân nhá Đấy cho nó giống định dạng nhau Nhìn nó đẹp hơn đúng không ạ Bây giờ mình muốn quy đổi về số phút ý, thì mình cũng làm tương tự như cái phần giờ thôi. Đấy thì các bạn sẽ bằng diện ạ? Các bạn sẽ bằng cái hour ở đây. Các bạn ấn tab ra. Các bạn tích vào cái phần thời gian gọi đây đúng không ạ? Đấy các bạn đóng hoặc đơn lại các bạn phải nhân với cả gì ạ? 60 phút đúng không ạ? Tại vì 1 giờ bằng 60 phút mà. Xong các bạn cộng với cái hàm minute. Đấy, của cái thời gian gọi này. Đấy. Đây là mình tính số phút đâm ra cái minute này mình không làm gì cả nhá. Đấy, các bạn cộng với cả gì ạ? Second. Đấy các bạn ấn mũi tên xuống rồi các bạn ấn tab nhá thì các bạn tích vào cái thời gian gọi này các bạn đóng ngoặc đơn lại Xong các bạn chia cho gì chia cho 60 để tính ra số phút đấy các bạn enter đấy thì sau đó các bạn tích đúp này bây giờ để đổi về định dạng số ấy, thì các bạn chỉ cần tích vào cái dấu phẩy này trong cái thẻ hôm thôi đấy tương tự cái số dây gì ví dụ các bạn có thể copy luôn cái công thức này ví dụ mình lười gõ nhé các bạn nháy chuột phải các bạn copy đấy các bạn bấm kép này các bạn vào số dây đúng không ạ Đấy các bạn sẽ nháy chuột phải các bạn paste luôn vào đây đấy thì bây giờ mình sẽ đổi số giây là gì ạ? Cái số giờ đây các bạn sẽ nhân với gì? 3.600 giây. Đúng không ạ? Đấy, 3.600 giây. Còn số phút ở đây các bạn sẽ nhân với gì? Các bạn số phút các bạn sẽ nhân với cả gì? 60. Đấy, còn số giây các bạn sẽ không chia nữa. Đấy, các bạn đi đi đi. Các bạn enter. Đấy, thì nó sẽ ra số giây ở đây các bạn. Tích đúp này. Sau đó các bạn gì ạ? Vẫn vào thẻ hôm nhé. Các bạn tích vào cái dấu phẩy đây. Để mình đổi về định dạng số đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở đây là 13 này. Chính là 13 giây. Còn ở đây là gì ạ? Một tiếng thì tương ứng là 3.600 giây. Đấy, các bạn thấy không? Kết quả rất là hay rồi. Ok, sang ví dụ thứ hai, mình sẽ làm gì ạ? Ở đây giả sử mình có tên các khách, khách hàng, đây là cách giờ bay và đây là cái giờ mà đến nhá. Thì ở đây thì diện Đây có cả cái ngày giờ và giờ phút giây. Thì các bạn chú ý ở đây mình đã định dạng là dưới cái dạng là đây là tháng trước ngày tháng năm ở đây là định dạng của mình là 24 giờ đúng không ạ bây giờ cái thời gian bay tương tự thôi các bạn sẽ bằng này các bạn lấy cái giờ gì ạ ở đây giờ, giờ đến này các bạn trừ đi cái giờ khởi hành hay là giờ bay các bạn enter đấy thì nó sẽ ra là các bạn cứ tích đút đi ạ đấy cái này nó định dạng là số nhá thì tùy bạn cái này có thể một số máy thì định dạng nó khác nhau thì bây giờ các bạn phải nháy chuột phải các bạn vào format để mình đổi về đúng định dạng của mình đấy các bạn vào custom thì các bạn chú ý nhá cái thời gian bay ở đây các bạn sẽ gì ạ các bạn bôi đen các bạn vẫn cho mình là cái mở ngoặc nhọn này các bạn bấm chữ h này h là giờ đấy, đấy các bạn đóng ngoặc nhọn lại còn các bạn hai chấm hai chữ m là thể hiện phút đúng không ạ các bạn hai chấm hai chữ s là thể hiện giây đấy các bạn ok ok như vậy cái tổng thời gian bay của bạn gái xe một đây là 45 giờ 36 phút đấy. tiếp theo ấy, để tính số ngày thì các bạn dùng công thức gì các bạn sẽ bằng gì các bạn lấy cái giờ đến này các bạn trừ đi cái giờ đi thôi đấy là giờ bay thôi đấy các bạn enter thì ở đây là ra 1,9 ngày đúng không ạ các bạn tích đúp đấy thì nó sẽ tính ra được số ngày tương ứng nhé bây giờ để tính số giờ thì các bạn làm như thế nào ở đây các bạn chú ý ở đây mình phải lấy được là 45 giờ, ở đây là 40 giờ và đây là 43 giờ đúng không ạ? Đấy. Nếu như mà các bạn dùng cái hàm hour thì nó sẽ không chính xác ạ. Đây ví dụ mình dùng cái hàm hour nhé. Đấy các bạn ấn tab, các bạn tích vào cái thời gian bay ở đây. Đấy thì lúc này nó sẽ trả về là 21 giờ chứ không phải là 45 giờ. Tại vì sao ạ? Tại vì cái hour này nếu như mà lớn hơn một ngày ấy, thì nó sẽ trả về cái số dư của số giờ thôi. Ví dụ như là một ngày 2 giờ thì nó sẽ lấy là 2 giờ thôi và nó sẽ bỏ qua một ngày đi. Tức là nếu như mà lớn hơn bằng 24 ấy, thì nó sẽ xóa đi cái phần 24 giờ đấy đi. Đấy các bạn hiểu ý không ạ? Cho nên kết quả đây nó sẽ ra là 21. Đấy. Ở đây là bản chất là 21 cộng 24 ra 45 đúng không ạ? Bây giờ làm sao để mình lấy được? Thì rất đơn giản thôi các bạn chú ý cái mình đã có cái số ngày ở đây rồi nhá. Đấy thì các bạn sẽ tích được cái một ngày ở đây. Đấy các bạn sẽ bằng cái gì? Đầu tiên các bạn lấy cái hàm round down này. Đấy round down của cái gì? Cái số ngày ở đây này. Đấy. Các bạn phải không, tức là các bạn làm tròn này các bạn chỉ lấy phần nguyên thôi đúng không ạ? Các bạn sẽ nhân với 24 giờ. Đấy sau đó các bạn cộng với gì? Cộng với cái hàm hour ở đây. Hour là cái thời gian bay đây đúng không ạ? Đấy các bạn đóng ngoặc đơn lại. Đấy các bạn sẽ ra được số giờ đúng không ạ? Còn nếu như các bạn nào cần tính đến phút nữa các bạn dùng cái hàm minute này. Đấy các bạn ấn mũi tên xuống ấn tab nhé. Minute là cái vẫn là cái thời gian đây đúng không ạ? Các bạn đóng ngoặc lại và các bạn chia cho 60. Tức là 1 giờ bằng 60 phút mà. Đấy. Còn nếu như các bạn muốn cộng thêm cả giây cho chính xác nhé. Đấy thì các bạn cộng với cả second. Đấy. Thì các bạn tích vào cái phần thời gian bay ở đây. Đấy các bạn đóng ngoặc đơn lại các bạn chia cho gì ạ? Một giờ thì sẽ bằng 3.600 giây đúng không ạ? Các bạn chia cho 3.600. Đấy. Bây giờ các bạn Enter. Tiếp theo các bạn sẽ tích đúp nhé. Bây giờ mình sẽ đổi về cái định dạng số các bạn vào thẻ hôm này. Các bạn tích vào cái dấu phẩy đây. Đấy. Các bạn thấy chưa? Ở đây nó sẽ là 45,6 giờ. Rất là chính xác ạ. Đấy như vậy gì ạ? 36 phút 00 không giây thì nó sẽ quy ra là 0,6 giờ. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ quy đổi cái này về số phút. Đấy. Thì mình lấy cái số giờ mình nhân 60 thôi. Nhưng mà nếu như mình không muốn tính qua cái bước trung gian này ấy, thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Đây ví dụ các bạn tích vào cái ô này. Thì đầu tiên các bạn có thể nếu như các bạn lười gõ nha, các bạn bôi đen công thức này các bạn nháy chuột phải copy. Đấy. Các bạn vào đây, các bạn nháy chuột phải các bạn paste luôn. Đấy. Thì mình sẽ sửa cái công thức này nhá Bây giờ sẽ nhân với 24, xong các bạn nhân với cả gì ạ? 60. Để nó ra số phút đúng không ạ? Cái số giờ đây các bạn sẽ nhân diện các bạn nhân tiếp với 60 phút. Tiếp theo là cái gì ở đây? Cái này chia cho 60 thì cái này là nhân 60 thì mình sẽ không cần chia cho 60 nữa. Đấy. Cái này lúc này số giây thì mình chỉ cần chia cho 60 thôi. Mình sẽ không chia cho 3600 nữa. Đấy các bạn enter. Đấy thì nó sẽ ra từng này phút nhá. Thì bây giờ mình sẽ đổi định dạng này. Đấy. Thì nó sẽ ra từng nó từng này phút. Còn nếu như các bạn muốn tính công thức này từ cái số giờ thì các bạn chỉ cần bằng cái này nhân với 60 thôi. Đấy. Nhưng mà nếu như mình không cần tính qua số giờ thì các bạn làm công thức như vừa xong đấy. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ok, trước khi kết thúc ấy, mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Tại sao mà cái này, đấy các bạn nhớ không? Các bạn phải định dạng dưới dạng gì ạ? Các bạn nhớ chuột phải các bạn vào format cell này. Đấy, tại sao lúc đấy mình định dạng mình phải có cái chữ H trong cái đóng mở ngoặc nhọn này? Thì nó khác gì với cả cái chữ H mà không có đóng mở ngoặc nhọn? Đấy, các bạn bấm OK này các bạn thấy chưa? Lúc này gì ạ? Cái số giờ mà nó quá 24 giờ tức là quá một ngày, nó sẽ bỏ qua. Đấy, thì nó sẽ định dạng nó chỉ lấy đến 21 giờ thôi. 36 phút còn 24 giờ lúc đấy mất thì nó sẽ xóa đi tức là quá một ngày thì nó sẽ không tính Đấy cho lên lúc mà các bạn định dạng ấy các bạn nhớ chuột phải các bạn format cell này này các bạn phải có cái chữ h ở trong đóng mở ngoặc nhọn đấy là lý do vì sao mình phải chữ h này nó phải làm trong cái đóng mở ngoặc nhọn tức là nó sẽ tính cái tổng số giờ lũy tiến đấy và nó sẽ cộng dồn nhá nếu quá một ngày thì nó sẽ là 24 giờ đấy các bạn bấm ok đấy lúc này nó sẽ trở về đúng định dạng là 45 giờ 36 phút và không không giây các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.